Trưa nay là trưa thứ bảy ngày 24 tháng 12 tháng 9 năm 2022. Là sau khi đi tham quan hai thác về thì anh em tập trung tại lều thứ ba là lều số 78 để mà thưởng thức tài nghệ của nhà hàng Trâm Anh. Đó, đây là chú Dư đang nổi lửa lên em. Đây là cái vòng chảo để mà khu vực quy định mà mình được có cái mồi lửa cho nó nóng lên không nhỉ? Nó nằm ở dưới á. Chú Dư đang gầy lửa và thằng tranh thủ quay cái bàn ăn do nhóm cô Trâm Anh phụ trách. Ngày hôm nay nhóm sẽ được thưởng thức món chả cá Lã Vọng. Đây là nhóm đang tích cực chuẩn bị. Cô đang đứng bếp này, xin cho hỏi coi cô đang chuẩn bị món gì? Cá phải không em? Dạ. Wow, đây là cô Mai nha. Dạ. Quay cần cái kẹp đó là bạc xe rồi chị. Mình quên đem cái găng. Thơm quá. Đây. Nó có cái chảo Stefan đó. Đó. Ừ. Thì nó sẽ đỡ dính. Nó nghe nó reo trong phim. Em cầm kẹp đi. Nó có chảo. Đó. Chúng ta đang tiếp tục hoàn thiện cho bữa ăn trưa. Vẫn để về thì dốc dưa leo, nó không có lộn xộn chứ đâu, thơm. Vô đây, gạt cho. Đủ loại rau thơm nha. Nè, cái này gạt dưa leo thôi nha. Ờ, lát chiều, nè, có đây có một trái nè. Đỏ, còn chưa cắt. Bên này cũng có dưa leo đó. Lát chiều rồi. Ô, ô, phượng mượn quý hơn vàng. Cái gì hả? Đi ăn đi, ăn đi Mỹ. Đỏ đi em ơi. Uống đâu đỏ ha. Chắc phải khui quá. Lấy ly khui, chắc phải lấy ly của ở đây quá. Dạ, dân. À, các bạn ơi, chỉ tiếc rằng là các bạn không có thưởng thức được cái mùi hấp dẫn của nó thôi. Rất là thơm. Trời ơi, thấy mấy cái đũa hoạt động lẹ quá. Lạ lắm. Cái khúc này thời giả từ vũ khí. Thấy chị làm đó em ạ. Hấp dẫn quá. Hấp dẫn quá. Cái máy từ đâu rồi? Quay khúc này nữa rồi. Vô. À, dân quay hả? Coi khúc mà nó đang không có là mất đi. Đây là đợt 3. Châm cho cái món chả cá Lã Vọng. Bây giờ cái ly của anh đâu? Và cái ly anh đây nè, một trong hai là không biết. Ô, no, lên này có em. Đó, em lấy ra. Dạ, em có. Giờ dĩa một đã hết và bây giờ đợt ba đây nè. Và là đợt cuối cùng luôn. Ngon quá. Cái này sẽ tiện lấy cái này mà chỉ ngon với lửa cái đó. Chạy. Này ăn đi em. Chạy chiến đấu. Cái Lã Vọng là phải nấu mấy cái này mới chị nổi anh không? Chị biết vậy nhưng mà. Chị muốn không? Chị nổi mấy cái này. Không, cái này nước này nè, nước gas. Ủa nãy giờ có ăn kia chị ăn rồi. Bây giờ mình cho bizu mọi người nhé. Bây giờ mới là đã bắt tao bizu. Mà ngon thì miếng nhưng mà nà bizu là ok. Đi du mà ăn mắm tôm là thôi khỏi nói. Cái khói nó bốc lên trong cái ánh nắng đẹp ghê. À, khói làm chiều hả? Dạ, khói làm chiều.
Đây chủ nhân của lều thứ 2 vừa cho mọi người một cái bất ngờ mới. Wow, bánh bò thốt nốt nha quý vị. Cái này là đường thốt nốt đàng hoàng hay là đường thốt nốt? Đường thốt nốt nha các bạn. Wow, nốt mới thơm. Quá đã luôn. Đây là Chemin de La Roche, đường mà một nhóm trong anh em quyết định chinh phục để lên được Belvedere ở tầm cao chót vót của đỉnh, để từ đó có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp của ở đây. Let's go. Còn 2 tiếng nữa mới tới rồi nha. Go 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 go. Go lắm mà. Go. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Nhưng mà tất cả chỉ là đóng phim thôi. Như vậy là nhóm cũng đã lên được tới tới đỉnh. Trở về trên cây nạn gỗ nè. Đường đi khó, rất là khó. Nhưng mà không có gì khó cả các bạn ơi. Vì tôi đã có cái cây nạn gỗ. Các bạn coi. Trời ơi, cái này là chín trước rồi. Miếng thịt nó là táp được cái lửa, táp lên miếng thịt than. Không có cái gì hơn bằng nướng thịt bằng than các bạn thấy không? Sau đó trước khi lấy ra hoàn tất thì chúng ta phết một cái lớp mật ong lên để tạo cái độ bóng ống ả cho cái sâu thịt. Nó chưa ok này. Và giờ phút quan trọng đợt 3 hoàn tất với phần các mật ong để tạo độ bóng.
Bạn nghe tiếng xèo của lửa táp lên mặt ông không? Đâu lấy cái lấy cái vị bỏ qua luôn. Răng qua một cái nữa ha. Đúng bài bản, đúng xếp lông. Nó mà nó tới kìa. Úi trời ơi, con này nó đẹp thế. Ôi. Sóc hả? Sóc, sóc con mà nó da nó bây giờ là cái... 6 giờ rưỡi ngày thứ bảy, ngày 24 tháng 9 2022. Tối cuối cùng lưu lại tại Praia Campe La Castor. Và đây là hình ảnh các bạn đang quây quần với nhau bên cái đốm lửa hồng, lửa trại và cùng nhau ăn cái bữa ăn tối cuối cùng tại lưu lại tại đây với cái tài nghệ của Long Phượng là người phụ trách cái món bún thịt nướng. Và thần xin giới thiệu đến các bạn, không phải tầm thường ha. Đó, các bạn thấy hai vị thịt nướng bóng ống à mà màu nâu ha, không có một miếng than cháy trên cái sâu, đã được sẵn sàng chào đón các bạn ăn cái bữa ăn chiều ngày hôm nay tại cái lều 76, cái lều số 76. Và các bạn có thấy không, một cái hình ảnh dễ thương, tay đàn quốc dũng và bên cạnh là Ngọc Lan sẽ cống hiến với các bạn tất cả những tình khúc của Trịnh Công Sơn tối hôm nay tại đêm lửa trại cuối cùng lưu lại tại đây. Đó, chúng, đây là những cái hình ảnh thật là dễ thương mà không phải chúng ta lúc nào cũng có được cái sự họp mặt đông đủ như vậy. Thành ra là hãy tận dụng và hưởng những cái giây phút bên nhau như thế này. Đó, đây là nữa, ha. Em ăn thịt đi, em nhé, anh ăn chung. Đúng rồi. Anh em mình ăn chung đi, anh có cái quất vào đây đó. Mà cho tình tứ luôn anh. Quất qua. Nhỏ này nó chơi chữ. Người sặc luôn. Hồi nãy thấy có cái hộp cái gì giống như là mít non hay cái gì giống tù trường. Bánh chuối vậy à? Bánh chuối đang không? Các bạn thấy không? Trong cái cuộc sống đời thường thì mỗi người một cái công việc, một cái hoạt động và bận bịu với gia đình và nhiều việc. Những cái giờ phút mà mình sắp xếp việc gia đình để mà mình có thể tham dự những cái cuộc vui như thế này thật là hiếm hoi. Và chúng ta hãy tranh thủ vui với nhau trong những cái giây phút. Ánh lửa trại khi mà màn đêm dần dần buông xuống thật là một trong những cái hình ảnh mà chúng ta sẽ không thể nào quên được trong cái chuyến du lịch tham quan Praia Campe lần này. Được á. Nói vòng tay lớn. Nói vòng tay lớn anh Long. Anh thua anh này dạo đàn, anh chơi chung cái dạo đàn cho đó. Mừng núi đàn tay nổi lại biển xa. Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Giọt nước bao la anh em. Giọt nước bao la anh em. Giọt nước bao la anh em. Xanh sông gấm nơi đầy miền mong Việt Nam. Mỗi nỗi con tim đồng loại người trong ngày mới tôi tan xa thôi vậy người chết nỗi linh thiêng vào đời và nụ cười nói trên môi. Bắc
Long sẽ gửi đến các bạn với bài hát Cát Bụi ha. Chết hầu luôn mới rời chứ. Hạt bụi nào hoa kiếm thân tôi để một mai vươn mình ngài đơn giản. Ôi cát bụi diệp trời soi một kiếm vòng trời. Có người hát phụ với anh rồi đó nghe. Hạt bụi nào hoa kiếm thân tôi để một mai tôi về làn cát bụi. Ôi cát bụi miệt ngoài, tiếng đồng nào có những khung môi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào trên một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu xây mòn thành đá cuội. Xin úp mặt vui ngồi từng ngày qua mỏi ngóng tin vui cùng về ngày lá xác xây từ vực sâu nghe lời người đã dạy. Ôi các bụi phận nào xa mới vừa ăn vừa nghe và thưởng thức món dessert với lại món bánh chuối. Bánh chuối nha. Bài đó có trong này không vậy? Dòng hai vai, bình dòng hai vai. Quá đã luôn. Em đi về nơi ấy, nơi đâu sống cái đàn. Trăng treo đầy hồng sông, tang theo, chúc mình tình xa vắng. Làm sao, dù được tình vỡ thì, à ơi, nó tình yêu vô cùng để lại gió buông như giọt máu lặng lẽ nơi này. Trời cao đất rộng một mình tôi đi, một mình tôi đi. Đời như vô tận một mình tôi về. Một mình tôi về. Quá hay luôn. Quá wow, một tràng pháo tay cho ca sĩ. Hay quá. Tôi ru em ngủ một sớm mùa thu. Em đi trong sương mù gọi cả lấy lá mùa. Con đường thật buồn một ngày cuối đông, con đường mình. Một ngày cuối em vào mùa hạ, nắng thắm trên cao. Vào mùa xuân nào, ngần ngỡ tình mới đi nhẹ vào đời. Thầm đi đón chân em gọi đồ hồng. Tan cuối sân nghe tình chợt buồn trong lá xuân sao. Để mùa xuân sau mùa riêng tình sau. Một tràng pháo tay cho các bạn. Còn tiếp. Một sớm mùa xuân em hôn một nụ hồng, hỏi thăm về giọt nắng. Tôi ru em ngủ, hạ cũng vừa sáng. Em hôn lên tay mình,
để chua xót tinh trần. Câu đó mới ghê. Mai sau xa lìa thế giới, trần đến ta cho ta những ngày vui vơi. Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời. Mày lời hay quá ha. Hãy yêu nhau đi bên đời quý không. Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm. Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng. Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom. Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau. Trái tim cho ta nơi về nương náu. Đừng quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Mây về cho chào cho em tiếng hát niềm yêu nhau ngày ấy. Nay xa nhau rồi mà hình bóng chưa nhòa trong tháng. Tháng sau chết về năm sao thương con hoài thương mãi một người. Bao nhiêu thương nhớ bao nhiêu đợi chờ chưa hoen lối đêm đêm mây về trôi trao trôi tin thắm mình yêu nhau ngày nay nay xa xa một người một lối đi buồn buồn riêng thôi. Quá hay luôn. Hôm nào mình dịu nhau phố cũ hoa bay mắt nhìn nhau không nói ngàn mới. Hôm nay mình gặp đây phố cũ hoa phai mờ mắt nhìn nhau không nói ngỡ ngàng mới quên. Hãy nói một câu cho vơi cạn quên. Quá đã luôn. Duyên ta không tham cũng thương lỡ làng em không tránh ai. Đêm nào em đã nói nếu ta đừng quen nhau. Đêm nào anh đã nói mình yêu nhau rồi đó. Nay ta xa nhau rồi đường đời còn thấy đau ngày hồi xưa. Quá hay luôn. Bên này cái chỗ này chị cho anh cũng hát bài đó. Vỗ tay các bạn, bài này hay quá. Dư không phải là người đầu tiên mà kể cho Thành nghe và nói về cái tâm trạng của những người ở ngoài đảo với bài hát Biển Nhớ. Hầu hết tất cả những người mà ở ngoài đảo, nhất là những người mà đang chờ quy chế để mà được ra đi ở một cái nước thứ ba, thì những ngày ở đảo, đặc biệt là những ngày mưa và là những ngày mà dài và gợi nhớ đến quê hương, bạn bè, người yêu và người thân. Cho nên bài hát Biển Nhớ có thể nói là một trong những bài hát nằm lòng của những người Việt ở đảo. Chúng ta sẽ nghe Dư, bạn Dư sẽ gửi đến các bạn. Thuốc hả? Không, Biển Nhớ. Không, để có lúc em nhớ. Biển Nhớ tên em gọi về gọi hồn yêu dù lê thế gọi bờ càng trăng đêm đêm khuya. Ngày mai em đi con đã những bài đời chờ ôn đã trong em từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai em đi bận khuân gọi thăm nước đắm cơn mây trời cao liêu. Nếu bước sơn khê ngày mai em đi con đã nếu không đủ buồn đường lên tới bất
Gọi hồn liêu rũ lê thân, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, soi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai em đi. Vâng, bên ánh lửa hồng và với những bài hát ly trà sen nóng hổi lại làm cho chúng ta ấm lòng thêm, và không khí buổi tối hồi họp mặt càng thêm ấm áp. Rồi. Bạn thân mến, hơn 2 ngày đã qua và nhóm đã chuẩn bị lưu đến giã từ cái khu vực Vea Campe, khu vực Lac Castor. Điều đầu tiên thành xin cảm ơn admin của cái khu cái group du lịch Quebec đã có nhã ý giới thiệu cái khu chalet này đến với nhóm, và thật sự là nhóm đã trải qua những ngày thật là vui qua nay. Và khu du lịch của khu vực Castor đã để lại cho nhóm rất nhiều cái tình cảm và những cái kỷ niệm không quên, và hy vọng sẽ có dịp quay lại trong một cái thời gian sớm nhất. Bây giờ chúng ta giơ tay chào tạm biệt Sa Lên. Bye bye. 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 B